những cái hình ảnh của chị Phi Nhung nằm trên 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 cái giường bệnh. Tôi cảm thấy mình xấu hổ khi mà tôi thấy cô Việt Hương cổ vác từng cái đồ đi vô những cái nơi của những cái người bệnh F0. Tôi cảm thấy mình xấu hổ khi tôi thấy ông Đoàn Ngọc Hải ông bê những cái bình oxy. Tôi cảm thấy mình xấu hổ khi mà trong lúc này đất nước đang như vậy, nhiều con người họ bỏ cả cái tính mạng họ ra, họ vì đất nước mà họ vẫn còn bị phỉ báng. Tôi không nói ở đây cái câu chuyện là tiền hay không, mà tôi nói rằng quý vị có dám đánh cược mạng sống của quý vị vì người khác không? Có dám làm điều đó không? Hay là trong khi xã hội tất cả mọi nơi như vậy, chúng ta muốn đóng cửa, chúng ta muốn ở trong nhà để chúng ta giữ được cái mạng của chúng ta, để chúng ta muốn gói ghém cái gia đình của chúng ta, thì có những con người họ tất bật, họ xông pha vào những cái nơi nguy nan, vào những cái nơi đối diện với sự sống và cái chết. Chúng ta không ghi nhận được cái gì, điều gì thì hãy ghi nhận cái tấm chân thành của họ. Không ca thán được họ thì cũng hãy cho họ một cái lời cầu nguyện đẹp đẽ. Ở đâu lại có những con người độc ác như vậy? Tôi cảm thấy mình xấu hổ khi tôi không bằng những con người đó. Còn bà đem phỉ báng trên cái sự sống và cái chết. Tôi nói vậy là từ Phật, từ Thiên Chúa Giáo, từ tất cả mọi cái trên đời, cái gì bà cũng lôi ra bà nói là bà giỡn, bà này kia đâu có. Khi bà nói một cái câu chuyện gì về Thiên Chúa Giáo, tôi nghe đi nghe lại, bà nói tôi kể một câu chuyện có thật nha. Bà lôi cả những cái đạo tín ngưỡng mà hàng vạn vạn người trên thế giới mà người ta coi đó là một cái đấng để người ta tín ngưỡng, người ta dựa vào cái niềm tin sống của người ta, bà để luôn với một cái câu chuyện hài hước của bà nói hài hước, bà cười hả hê. Đạo đức sống là vậy sao? Nếu quý vị không nhìn nhận được những cái việc như thế này thì tôi thương, không biết tôi thương phải phân tích cái gì với quý vị nữa.